Hôm nay 15 tháng 12, Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 3 nhóm tín dụng đen. Theo đó, nhóm của Nguyễn Kim Kỳ, ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh gồm hơn 10 người cấu kết phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên đến 75% trên tháng, tương đương với 900% trên năm. Trong chưa đầy một năm, những người này thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Nhóm của Nguyễn Đức Đại, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 người hoạt động tín dụng đen. Đức cùng đồng phạm cho vay với lãi suất lên đến 420% trên năm. Khi người vay không đủ tiền đóng lãi thì nhóm này nhắn tin đe dọa và đánh người nhà người vay. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự cũng bắt nhóm cho vay lãi nặng gồm Nguyễn Tấn Hùng, 49 tuổi, cầm đầu, Phạm Công Tâm, 45 tuổi và Nguyễn Lê Thục Hân, 45 tuổi về cùng hành vi. Theo đó, Hùng và đồng bọn đã dụ dỗ lôi kéo nhiều khách hàng vay với những gói vay không cần thế chấp, chỉ cần xác định chính xác thông tin lai lịch thì người vay sẽ được nhận tiền. Nếu người vay đồng ý thì nhóm sẽ cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp. Thông thường mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 7 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 0,3% trên ngày, tương đương 108% trên năm. Phòng PC02 tiếp tục phối hợp củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra nhằm xác định toàn bộ đường dây, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, bắt giữ tất cả những người liên quan.